quý vị, sau khi chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong vòng 7 ngày theo phương châm ai ở đâu ở đó, kể từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021 để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, người dân thành phố Đà Nẵng đều tin tưởng, đồng thuận với chủ trương này và chủ động chuẩn bị cho mình một tâm thế mới vì cho rằng đây là việc thành phố cần nên làm trong thời điểm dịch bùng phát mạnh như hiện nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong ngày hôm nay. Tình hình dịch bệnh hiện nay là tương đối phức tạp, mà nói chung là lây lan thì rất là nhiều, mà người dân đi lại thường xuyên thì không thể nào kiểm soát được dịch hết. Thì tôi thấy cái chủ trương này là rất đúng, cho nên mọi người dân chúng tôi là luôn chấp hành và tuân theo cái chủ trương của thành phố đưa ra. Mong muốn là lãnh đạo thành phố tập trung làm thế nào mà dập được cái dịch cho nhanh để cho người trở lại cái cuộc sống bình thường cho người dân, là người ta phấn khởi rồi. Chứ của cái này người ta rất là quan ngại. Nhưng mà cái vấn đề an sinh đó, thì phải nói rằng là cái này thì cũng phải nói là nên có cái tổ chức như thế nào cho nó chặt chẽ hơn. Cũng đồng tình theo chủ trương của nhà nước với là nhờ cách thông trong cho dịch bệnh chống mau qua khổ để người dân chúng tôi để lùm mang lại cho tốt. Tôi là một người dân đồng tình với chủ trương nhà nước là ở nhà 7 ngày không ra đường để thành phố nhanh chóng dập dịch. Tình hình dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng hiện bây giờ rất căng thẳng. Khi mà thành phố chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch thì bản thân tôi là một người dân rất là ủng hộ, bởi vì chúng ta có tăng cường như vậy thì tình hình dịch bệnh mới ổn định để chúng ta có thể xây dựng được một cái hoạt động mới trong thời gian tới.